Vâng, xin chân thành và cảm ơn, chào mừng tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Audio Hải Dương. Kính thưa các bác, hôm nay thì một trong những là ngày giữa tuần. Xin kính chúc các bác và anh em có một sức khỏe, sự bình an và hạnh phúc, cũng như là một tuần làm việc của những dịp Tết này đầy hiệu quả và tràn ngập năng lượng. Hôm nay thì tôi cũng xin phép được giới thiệu các bác và anh em một con radio cassette cũng làm nên tên tuổi của tập đoàn Sharp. Và con này thì cũng được rất nhiều các bác ở những thập niên 80 ngoài 90 cũng đã sưu tầm, đã chơi, và nó cũng là một trong những cỗ máy in tiền ở những thập niên 90. Vâng, đó là con gì? Trước mắt các bác thì đây là một con Sharp GF490. Con này thì như các bác biết là nó là một trong những dòng chuyên gia kinh băng ở những thập niên 80 ngoài 90 là được in băng rất là nhiều các bác nhé. Và con này thì in băng rất là chuẩn với những thập niên đó, và cũng làm nên huyền thoại của cái tập đoàn Sharp này em này. Tôi sẽ tiến hành quay khá chi tiết và sẽ test tính năng để các bác tiện theo dõi nhé. Đây các bác có thể thấy đây, toàn bộ cái phần loa của nó rất mới các bác nhé, toàn bộ phần loa rất mới này các bác nhìn này. Đấy, loa rất mới luôn. Đấy, phần mặt tiền rất đẹp các bác nhé. Đây các cái hệ thống phím rút của nó này các bác này, giữ được rất là còn đẹp. Trời, các bác này, toàn bộ phía sau đây là model và sơ đồ sản phẩm của nó nha. GF490R sơ đồ của nó là 2384 các bác nhé. Và đây là cái phần sau của nó này các bác này, cái ổ AV của nó này. Đấy, giữ rất là đẹp. Ổ pin thì đây các bác này, pin không có chảy nước các bác nhé, không còn nguyên cái bột biển của nó. Anten zin, các hệ thống tay cầm này còn giữ được rất mới các bác này, rất mới, soi gương luôn. Đây các bác này, rất đẹp. Em này thì ở những thập niên ngoài 90 là tôi cũng đã in băng bằng dòng này rồi, nhưng lúc đó thì không sử dụng được màu đỏ đã đắt, mà tôi chỉ dùng màu ghi thôi. Còn giữ được hình thức trên này là rất là đẹp các bác nhé, rất đẹp luôn. Đây tôi sẽ tiến hành test tính năng để các bác tiện theo dõi đây. Tôi sẽ tiến hành test tính năng để các bác tiện theo dõi nhé. Đây đầu tiên là cái phần cắt xét các bác này, cắt xét đây các bác nhé, cả hai bên đều được căn cái cơ rất là chất lượng rồi. Tí tôi sẽ quay phần cơ của bác xem. Đây các bác này, con này thì nó không có tính năng tìm bài các bác nhé. Băng này thì rất là lặng, băng này lặng lắm. Đấy, băng này là băng sừng nhôm thì nó khá là lặng. Đấy, tí tôi sẽ test cho bác xem cái phần đầu từ của nó. Đây. Đây các bác này. Các cái tính năng về phần tìm bài cũng như một số tính năng cơ bản thì tôi đã được kiểm tra và tôi test rồi các bác nhé. Đấy, tôi chỉ thử các tính năng lại thôi. Thông thường thì các bác là lưu ý là cái này này, cái phần cửa này này, 10 con thì 11 con nó cứ bị nổ, thì cái đấy không tránh được ạ, nó là do lão hóa của thời gian. Cái đấy thì con nào thật đẹp thì mới giữ được thôi, còn phần lớn là nó không giữ được cái đó. Hoặc là cái ổ AV đằng sau cũng thế, có những con đến bây giờ nó cứ han hết rồi. Đấy. Và phím nút này thế, nó còn trắng phau này là những con giữ được rất đẹp các bác nhé. Đây tôi thử cái tính năng tìm bài các bác này. À, tôi tìm bài tiến các bác nhé, tìm bài tiến đi. Đây, tiến này. Sẽ qua cái bài khác. Các cái tính năng cơ bản tôi đã kiểm tra rồi. Ok, tốt bình thường quá nhé. Nói chung là con này bày rất đẹp, gọn gàng.
cái chiều dài cơ sở đó các bác này. Đây này. Đây là nó dài đây này các bác này. Nó dài thành 58-59 phân các bác nhá, chiều ngang. Chiều cao của em nó thì là 20-05 phân. Còn cao mà đến đến quai của nó này các bác này. Cao đến quai là 25 phân các bác nhá. Đấy, còn chiều sâu của em nó thì là 13 phân các bác nhá, chiều sâu là 13 phân. Thì đấy là cái chiều dài cơ sở để các bác có những cái định dạng để mình để cái vị trí của nhà mình. Ok, cái tính năng tự động siết tốp thì tôi xin phép thử này để cho nó nhanh các bác này. Đây, tự động siết tốp đây các bác này. Đây, các bác chuyển mở ra này. Đấy, thế là nó tốt bình thường các bác nhá. Đây, cái cửa bên này thế này, tua lại các bác nhá. Ok, đấy, thì đấy là tốt bình thường các bác nhá. Hoặc ngoài ra thì nếu bác nào kinh ý thì các bác ấn nút play này. Thế các bác giữ lại cái nút này này, giữ lại cái trục quay của nó này. Đây, giữ lại cái trục này này, nó cũng tốt luôn này. Đây là tôi giữ này, để giữ lại này. Đấy, thì đấy là cái cách để thử cái tính năng tìm tự động siết tốp của nó có ok không các bác nhé. Bởi vì nhiều khi những cái tính năng tự động siết tốp thì nó cũng là một cái tính năng cũng khá là hay sử dụng nhiều hơn. Đây các bác nhé, tôi thử cái bên này này. Để tôi giữ lại các bác nhé, tôi giữ lại cái trục của nó này. Đấy, thì nó bình thường các bác nhé. Thì đấy là cái tính năng tự động siết tốp, là những tính năng cần thiết. Còn cái vấn đề tìm bài thì nó không phải là tính năng tìm bài, nó không phải tính năng quan trọng lắm. Tôi test để các bác thấy rằng nó có bình thường thôi, chứ còn nó cũng không phải tính năng cần thiết lắm. Đó. Đó, cassette con này để chạy rất là tốt, cả hai cửa rồi, hoàn thiện rồi. Đây, tôi sẽ test cái phần radio các bác này. Radio các bác ấn nút này vào này. Nếu bác ấn hai đồng thời hai nút này thì nó sẽ sang phần line in. Còn ấn độc nút này thì radio. Một thông tin từ thị xã Tân Trúc, Lê Văn Vương về hoàn cảnh. Tiếp tục là một tin tức không lạc quan. Phố Vũ Tông Phan hiện tại di chuyển hướng về phố Khương Hạ. Có thể đây lại là một gợi ý cho các quý vị thính giả di chuyển quanh khu vực Trung Hòa Nhân Chính thời điểm này. Đây là giao thông các bạn. Trang gồm số giấy, một giấy phép lái xe ô tô, một căn cước công dân mang tên Mương Phương Hà và nhiều. Là ngay sau. Ngành lúa gạo của Việt Nam chúng ta đã rất là thành công. Anh cũng chuyển nhiều nhà tiếp khách là điều gì? Đơn cho các công trình lớn như Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, Trung tâm Hội nghị Hải Phòng, Tập đoàn Hòa Phát. Phù hợp với xu hướng thị trường, đặc đó. Biệt là biến đổi hậu thì tỉnh đồng cái lợi thế thì khuyến khích và thuê để tạo cho những sản phẩm du lịch đặc thù và phát triển một cách là bền vững. Cùng với Lâm Đồng, năm vừa qua ngành du lịch các tỉnh Tây Nguyên. Đây các bác này, tôi sẽ chỉ các bác các cái tính năng ở trên cái thiết bị này này. Một là cái nút đầu tiên này là nút để nó ấn khi là vần cassette các bác này. Đây, cassette nó có tác dụng này. Đây nhá, cassette các bác này. Đấy, thì đây là ấn cái này này các bác này. Đấy, nó sáng cái đèn này này. Thì chính là để tìm bài. Đấy, các bác lưu ý nhá, nút này này. Đấy, ngoài ra không ấn được không sao. Đấy. Và cái tính năng này có thêm một tính năng nữa là nếu như các bác ghi thì hết đúng đủ một bài là tự động nó sẽ dừng lại. Nó dừng cả hai cửa băng luôn. Đấy, thì trước kia ngày xưa tôi ghi băng thì tôi hay làm cái tính năng này, hay sử dụng cái tính năng này, rất hay dùng cái tính năng này. Đấy, nhưng bây giờ thì ít dùng hơn. Đấy. Đây là phần to nhỏ các bác này. Đây nút này, nút to nhỏ này. Phát triển. Đây là cân bằng loa này. Và hoàn thiện và đưa đấy, cân bằng loa này. Phê duyệt quy hoạch và đầu tư, hợp tác du lịch, mở rộng giao lưu, hợp tác liên kết, đặc biệt là các tỉnh ở duyên hải. Còn đây là check này các bác này. Hồ Chí Minh tập trung vào các tiến độ để triển khai các dự án. Check bác. Đây phần IM các bác này. IM đây. Tình vùng phát bền vững dựa trên mà không thổi mà bỏ đi thì được coi là mức nồng độ cồn cao nhất và phạt ở mức kịch khung.
Dạ vâng, quy định thì đã có rất là cụ thể và lực lượng chức năng thì cũng đã tăng cường kiểm tra và xử lý. Nhưng mà tình trạng sử dụng rượu bia thì vẫn tiếp diễn, thậm chí là còn để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Vậy trong trường hợp sử dụng rượu bia tham gia giao thông và gây tai nạn thì... Đây là phần máy in các bạn này. Khi các bác ấn hai đồng thời lúc này thì nó sẽ sang phần máy in. Và các bác có thể gõ vào đằng sau hoặc là cắm thiết bị vào nó sẽ phát luôn các bác nhé. Tôi sẽ thử một cái thiết bị cho bác này. Hậu quả về tính chất của sự việc để đánh giá là cái sự việc này sẽ xử lý hình sự hay hành chính liên quan đến các cái vụ tai nạn giao thông. Thế tai nạn giao thông thì... Đây các bác này, khi mình ấn vào này, line in đây này. Line in, line out đây này. Đang kêu to như thế đấy là đang là phần follow các bác nhé. Em là có thể chạy được đĩa tham luôn. Đấy là đang gạt đằng sau về follow rồi. Đấy thì có thể các bác gạt về phần line in, nó sẽ tiếng nó sẽ không to như thế. Đây này. Đấy, các bác thấy không? Thì nó bình thường này thôi. Đấy, đây là để phần line in thôi nhé. Còn vừa giờ kêu to đây là follow. Đấy thì đấy là những cái tính năng cần thiết. Và tôi xin phép được quay chi tiết lại lần nữa để các bác có thể xem qua. Tôi giới thiệu thêm lại cái tính năng thêm của các bác này. Đây là cái nút ghi này các bác này. Đấy. Ghi cửa 1 sang cửa 2 và ghi nhanh, các bác lưu ý nhá. Đấy là ở hai cái nút này, ghi nhanh và cửa 1 sang cửa 2. Còn đây là cái nút băng từ các bác nhá, băng từ. Đấy, băng từ chọn băng từ đấy ạ. Thế còn đây là nút FM stereo này. Còn đây là nút như tôi vừa nói fiction đấy. Ấn vào là radio, ấn cái nút này vào là line in, còn ấn ra này là radio. Sau đây. Ấn hẳn ra để cassette, ấn cả hai nút ra để cassette các bác nhá. Đấy. Còn trên này thì có công tơ mét rồi băng. Đây tôi sẽ quay lại lần nữa để các bác có thể theo dõi cách kỹ hơn. Đây các bác này, em này thì như tôi đánh giá là giữ được hình thức còn rất đẹp. Đây các bác có thể thấy cái hệ thống kim nút này là khó nhất này. Đấy, nhưng còn giữ được mới này. Kim nút này rất khó giữ các bác nhé. Hoặc là các cái phần cửa băng cũng như cái phần trước của nó, các cái biển loa là điểm rất khó giữ. Cái Suzy đã quay các bác rồi đúng không ạ? Suzy đã quay rồi. Đây, Suzy rồi. 2384. Ok. Thì đây là một trong những cái con được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng, bởi vì những cái con khi trung tâm tuyển chọn về rất là phải đẹp thì trung tâm mới tuyển chọn về. Và ngoài ra thì tôi cũng xin phép được giới thiệu sơ qua quá trình bảo dưỡng đây để các bác sẽ định dạng cái sản phẩm khi mình bỏ đồng tiền ra mua có xứng đáng hay không. Đây. Đây các bác này. Đây là tôi đang bảo dưỡng hai con đài C46 đỏ các bác nhé. Đây, các bác có thể thấy đây. Các cái chi tiết được tháo ra làm sạch rất là kỹ lưỡng như này. Đấy. Đấy. Toàn bộ tháo ra rất là kỹ lưỡng nhé. Các bác có thấy từ cái phần nguồn hay bất kỳ chi tiết nào của máy cũng được làm sạch rất là kỹ lưỡng này. Phần máy này các bác này, máy cũng được sạch. Cái chiến áp này tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần, chúng tôi sẽ đưa nước vào tôi rửa sạch để đi hết cái phôi cát, chứ tôi không dùng RP7 được phịt vào, nhưng một số anh em vẫn làm nhanh. Đấy. Tất cả các chiến áp này tôi đều làm như thế hết nhé các bác nhé. Đấy, sẽ cho vào để ra hết sạch cái cát thì thôi. Đấy là cái để cho nó bền của sản phẩm. Đấy, các bác lưu ý nhé. Đấy, thì các bác phải lưu ý rằng là tiền nào của đấy thôi ạ. Nhiều khi mình phải hiểu rằng mình sử dụng cái chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng sản phẩm tốt thì cái giá thành nó sẽ nhích lên một tí. Ví dụ như con C46 đỏ này chẳng hạn, trên thị trường hiện nay họ đang bán ra tầm khoảng 6 triệu đến 6 triệu rưỡi. Thì các bác mua đây là tôi sẽ bán các bác là 7 triệu. Đấy, 7 triệu là các bác có một con đẹp xuất sắc rồi. Đấy, rất là đơn giản thôi. Tiền nào của đấy ạ, đấy là cái điều rất rõ ràng đây, bởi các bác thấy đây, sản phẩm tôi làm đây, nó kỹ thế này cơ mà, đúng không ạ? Sản phẩm nó đẹp thế này cơ mà, đấy, cơ kéo được mang ra giặt rũ hết, xong bắt đầu bảo dưỡng thay dinh doan tất cả các cái chi tiết đâu đấy hết luôn. Đấy, thì mình dùng cái sản phẩm nó bền, đúng không ạ? Ví dụ như cái sản phẩm mà các bác làm qua loa cầu thả thì nó không bao giờ bền được, bởi vì sao? Bởi vì nó qua rất nhiều chục năm rồi, các bác phải nhớ rằng trên 40 năm rồi. Đấy, trên 40 năm rồi. Đấy, cho nên tại sao những cái trung tâm chọn này, các cái ổ nó phải mới này. Không mà chọn những con, các bác để ý nhá, 10 con thì 10 thì 10 cả 10 con đều bị han hết như thế này. Các bác có được xem cái đài các bác đang sử dụng, hoặc là các bác có thể xem một số các số khác xem. Thế tôi nói có đúng không? Đấy. Bởi vì các cái ốc này không mà giữ được mới này đâu. Đấy, và các cái ổ này không mà giữ được như này. Đây là điều chắc chắn. Bởi vì là người ta chọn những sản phẩm cũ thì giá nó rẻ hơn tí. Đấy. Thế nhưng thôi, mình cứ nói thì thôi, mỗi một người có một cách nhìn, mỗi người có một cách chọn sản phẩm thì các bác xác định được tiền nào của đấy. Bác nào mà mua sản phẩm độ đẹp cao, độ kỹ thì các bác có thể gặp chúng tôi, bởi vì chúng tôi là một trong những người làm quá kỹ về sản phẩm luôn. Đấy, thì cái đồng tiền nó nhích lên một tí thì nó xứng đáng với cái giá trị sản phẩm các bác nhận được. Đấy là nói rõ luôn, bởi vì các bác để ý tin này, mà tôi giặt từ các cái lò xo, ổ pin hay bất kỳ các cái vị trí nào đều sạch sẽ như thế này,
thì nó phải xứng đáng cái đồng tiền đó. Bởi vì là mua một cái đài nó chênh mếch lên tầm khoảng 500 hoặc 1 triệu với những cái đài giá trị thì cái đó nó không là cái gì. Bởi vì các bác được cái giá trị sản phẩm tốt, đấy là quan trọng nhất. Rồi, xin chia sẻ qua thế để các bác thông cảm, để mình bỏ đồng tiền ra nó phải xứng đáng. Chứ bây giờ các bác đòi chất lượng dịch vụ cũng như sản phẩm kỹ, đẹp nhưng là giá thành rẻ thì không bao giờ có ạ. Cái đó là chỉ có những cái hàng, một là hàng mông lại, hai là cái hàng mà người ta mua theo dạng lô đấy, người ta mua theo đống đấy. Mua theo dạng gọi là cả một lô cả đống đấy, thì người ta bán cho các bác thì hàng chưa bảo dưỡng các bác thì mua 2-3 triệu bạc thôi. Đấy, thì về các bác đi sửa đi làm đi nọ kia là việc của các bác. Thế còn đây là mình mua những sản phẩm mang tính chất là hàng được tuyển chọn kỹ lưỡng từng con một. Và tôi đã quay rất là nhiều vấn đề là khui hàng rồi. Nhà tôi hoàn toàn là về cứ về hàng một xe luôn, một tấn, hơn một tấn hàng. Thế nhưng không bao giờ là lấy tính chất là aloso cả một nô mà lấy từng con đẹp một. Các bác để ý tính tôi đã khui hàng, khui kiện các bác thấy. Mỗi một con một kiện thì đấy là tôi mỗi một con tôi mua một lần. Đấy cho nên là nó phải đẹp. Thì tôi chọn đây là như thế để các bác thông cảm nhé. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và cũng các bác nghe các cái chia sẻ của chúng tôi để các bác có những sự lựa chọn thông minh nhất nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác nhé.